xã Đồng Thanh, huyện Kim Động hiện có khoảng 200 hecta trồng cam các loại, trong đó chủ yếu là diện tích trồng cam Hưng Yên. Xác định cam là cây trồng mũi nhọn để phát triển kinh tế, những năm qua địa phương và người trồng cam ở xã Đồng Thanh đang nỗ lực thực hiện các biện pháp chăm sóc, sản xuất theo hướng hữu cơ nhằm giữ vững thương hiệu và nâng cao giá trị cho sản phẩm. Vườn cam nhà ông Lương Văn Thắng ở thôn Thanh Sầm gây ấn tượng bởi màu xanh bượt của cành lá, mùa vàng óng của những quả cam mọng nước. Đây là kết quả từ sự kiên trì chăm sóc theo hướng hữu cơ, không sử dụng thuốc diệt cỏ và phân bón hóa học. Thay vào đó là bón phân ủ hoai mục và kỹ thuật chăm bón phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của cây. Với diện tích gần 1,5 mẫu, vụ cam năm nay, gia đình ông thu khoảng 10 tấn quả. Tôi đã mở cửa vườn được bán được 5 ngày hôm nay rồi. Giá cả năng suất so với năm ngoái được khoảng 20-25%. Năm ngoái thí dụ như được 5 tấn thì năm nay phải được 6 tấn đến 6 tấn rưỡi. Giá cả thì cũng nhỉnh hơn năm ngoái, là vì năm ngoái thì chỉ được 17-18, nhưng năm nay thì được hơn 20. Năm 2018, cam Đồng Thanh đã chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Trong quá trình canh tác, một số hộ dân đã lạm dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học, khiến chất lượng và sản lượng cam bị ảnh hưởng. Trước tình trạng đó, Phòng Nông nghiệp huyện đã hướng dẫn người dân thực hiện chăm sóc theo hướng hữu cơ, thay thế thuốc trừ sâu hóa học bằng thuốc trừ sâu sinh học làm từ hỗn hợp gừng, tỏi, ớt, thay thế phân bón hóa học bằng cá, đỗ tương, ngô, cho trấu và phân chuồng ủ hoai mục. Việc sản xuất theo hướng hữu cơ cần đầu tư công sức nhiều hơn, đổi lại cây cam sinh trưởng và phát triển bền vững. Sản phẩm cam từ những nhà vườn làm theo hướng hữu cơ bước đầu đã được những đơn vị khó tính chấp nhận. Hợp tác xã ông tôi cũng thường xuyên là tổ chức họp các thành viên lại với nhau, thì cũng động viên nhau đấy. Những người tiêu thụ người ta đang quan tâm đến sản phẩm hữu cơ, nên đó là một trong những cái động viên của chúng tôi là cố gắng hơn, là không quay lại cái sản phẩm vô cơ sử dụng tràn lan như ngày xưa nữa. Về cái chiến lược đẩy mạnh thương hiệu thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các cơ quan ban ngành của tỉnh, của huyện cũng như là các cái cơ quan báo đài, xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ, quảng bá trên các hệ thống nền tảng thương mại điện tử, và để đẩy mạnh cái hình ảnh quả cam của Đồng Thanh lên trong cái thời gian tới. Những năm qua, cây cam đã đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân xã Đồng Thanh. Nhiều hộ gia đình trồng cam đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Việc thay đổi hướng canh tác theo phương pháp hữu cơ sẽ giúp cải tạo các diện tích cam, góp phần giữ vững thương hiệu và nâng cao giá trị cam Đồng Thanh.